các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngắm ảnh bà xã bế cu Tết trên tay, và ảnh của Thanh Thúy thời bé khi được mẹ vợ bế, đạo diễn Đức Thịnh cũng phải tắm tắt khen giống nhau quá. Hầu hết bạn bè, khán giả của đôi vợ chồng sau cũng nhận xét hai mẹ con như hai giọt nước hay cu Tết là truyền nhân của mẹ Thúy. Điểm dễ dàng nhận thấy là hai mẹ con đều sở hữu đôi mắt đen lấy, to chọn và trung biểu cảm ánh nhìn. Thanh Thúy trên tay mẹ, trai, và Cu Tết trên tay Thanh Thúy. Cu Tết là con trai thứ hai nhà Thanh Thúy, Đức Thịnh. Cậu bé mới vừa tròn 2 tuổi hôm 7 tháng 2 vừa qua. Vợ chồng Thanh Thúy đặt tên thân mật của con là Cu Tết vì mong cậu bé luôn vui vẻ và mang nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Từ lúc sơ sinh, nhóc Tỳ đã được mệnh danh là thánh biểu cảm bởi gương mặt đáng yêu và những cách thể hiện cảm xúc hài hước. Càng lớn, Tết càng hiếu động và được xem là cây hài của cả nhà vẻ đáng yêu của cu tết khi tròn hai tuổi cherry trần